Xin chào tất cả quý vị các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng hoàn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản Sedicho. Chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản Sedicho khi mà sang cuối tháng 11 này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì em sẽ giới thiệu cho anh em cách chi cụ thể. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe, tổng hoàn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 1.249.000.000. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại cuối tháng 11 này, Nam Hà Nội đang là 1.400.000.000 tròn, còn ở tỉnh thì 1.355.000.000, tỉnh áp thuế 100% thì 1.380.000.000 và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 1.375.000.000. Còn đối với trả góp thì đang là 435.000.000, tỉnh thì đang là 390.000.000, tỉnh áp thuế 100% thì 415.000.000 và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 410.000.000. Còn một giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện sao, chi bánh nào thì anh em hãy quyết định cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản Sedicho. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Dài đang là 4m810, rộng là 1m90, còn cao là 1m70. Chiều dài cơ sở dài đang là 2m815. Tổng thể của chiếc xe này thì nó cũng rất là dài, rộng và cao. Về phần đầu xe của chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản Sedicho này, nó được dập nổi rất là nhiều, thiết kế rất góc cạnh, đúng phong cách ngôn ngữ của Kia, thiết kế rất là thể thao, có mặt lưới ca lăng rất khá là to bản nhé. Và ngoài ra thì có giải có thanh nẹp chrome khá là nhỏ thôi, nhưng nối hai cụm đèn với nhau tạo ra điểm nhấn của chiếc xe, cảm giác chiếc xe nó được rộng rãi hơn, to hơn và cũng sang trọng hơn. Về cụm đèn phía trước của chiếc xe này, nó sử dụng là đèn led nhé, led projector đấy ạ. Led projector này thì nó cho ánh sáng màu trắng. Và ngoài ra có dàn đèn led ban ngày rất là dài, tạo ra điểm nhấn của chiếc xe, thiết kế nó khá là nổi bật, tạo ra điểm nhấn của chiếc xe nó được thể thao và mạnh mẽ hơn. Các tính an toàn về phần đầu xe thì nó sẽ có cảm biến góc trước và camera 360 độ ạ. Về sườn xe của chiếc xe này thì nó cũng được dập nổi khá là nhiều, ăn nhập với tổng thể của chiếc xe ạ. Về phần bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm, vành 19 inch, phanh đĩa cho cả 4 bánh. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố phanh điện tử LD và rất nhiều tính an toàn nữa nhé. Màu na răng là na răng 5 chấu, màu bạc trắng. Về sườn xe của chiếc xe này thì nó tích hợp, đó chính là có bậc lên xuống này và có ốp mạ chrome rất là to bản. Về gương chiếu hậu của chiếc xe này, nó gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tiếp theo trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led, nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cục gương tự động điều chỉnh bốn mặt gương. Và ngoài ra tích hợp thêm đó chính là có camera 360 độ. Chân kính của chiếc xe này, chân kính phía trên và chân kính phía dưới có thanh nẹp chrome, tạo ra chiếc xe cảm giác nó trường xe hơn và dài xe hơn. Về tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa phía trên sẽ là tay nắm cửa mạ chrome, phía dưới sẽ là cùng màu thân xe nhé. Còn về trần xe của chiếc xe này, nó sử dụng là có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, giá lóc hay thanh, anten chiếc xe này nó sử dụng là anten vây cá nhé. Đèn báo phanh trên cao này. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe của chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản Sedicho này, nó được dập nổi rất là nhiều. Và nổi bật về phần đuôi xe thì nó sẽ là có cụm đèn phía sau, nó sử dụng là đèn led nhé, thiết kế khá là nổi bật. Thiết kế nó sử dụng là công nghệ đèn led nhé. Và còn cốp chiếc xe này, nó sử dụng là cốp điện thông minh một chạm. Đây sẽ mở cốp cho em xem cốp chiếc xe này có rộng không ạ. Cốp điện nhé, cốp rất là rộng đấy ạ. Hàng ghế thứ ba thì em đã gập xuống, đây là anh em để đồ dài, đồ rộng, đồ to rất là thoải mái ạ.
Hàng ghế thứ ba thì có thể mở được 50-50. Còn đây là cốp điện thông minh này, một chạm này. Rất là tiện lợi cho anh em. Về phần đuôi xe của chiếc xe này thì có cản sau, nó có thanh nẹp chrome rất là to, rất là dài. Tạo ra phần đuôi xe nó rất là nổi bật. Ok, em đi sâu bên trong về phần nội thất, giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản Signature. Nội thất của chiếc xe này nó sử dụng là không gian nội thất màu đen. Không gian nội thất màu đen giúp cho chiếc xe cảm giác nó sang trọng hơn, lịch lãm hơn. Và nó rất là sạch sẽ khi anh em có trẻ nhỏ nha. Ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế da màu đen, ghế chỉnh điện. Ngồi rất ôm ghế và ngồi rất rộng rãi và thoải mái ạ. Đây là các nút bấm điều chỉnh đèn này. Đó, cửa gió điều hòa được viền xung quanh mạ chrome. Còn đây là các nút bấm cho bên cánh cửa. Nó sẽ có nhớ ghế vị trí này, hai vị trí nhớ ghế ghế lái nhé. Còn có các nút bấm bên dưới thì nó sẽ là có lên xuống kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính, điều chỉnh bố mặt gương và có cả khóa an toàn trẻ em. Không gian là không gian màu đen, có điểm nhấn đó chính là có thanh nẹp chrome. Ok, em sẽ giới thiệu cho anh em về bên hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì nó sẽ giống như ghế đầu tiên nhé, ghế da màu đen, ngồi rất rộng rãi và thoải mái, có cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Đây, có điều chỉnh điện cho bên ghế phụ này. Giờ sẽ quay lại cho em về tổng quan cho anh em về bên hàng ghế đầu tiên, thiết kế và sự thiết kế của nó và các tiện nghi mang lại của chiếc xe này thì em đánh giá rất là tuyệt vời. Rất nhiều tiện nghi của chiếc xe, thiết kế nó rất là sang trọng và hợp lý ạ. Đây, coi cho em chi tiết về bên trong này. Phóng viên vừa giới thiệu cho em về phần vô lăng. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu được bọc da sờ rất mềm mại. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động. Về túi khí, bản này nó sử dụng là 6 túi khí nhá. Còn bản đồ tốc độ, chiếc xe này nó sử dụng bản đồ tốc độ 10,25 inch ạ. Về màn hình giải trí của chiếc xe này nó sử dụng màn hình cảm ứng 12,3 inch, có kết nối Bluetooth, loa sử dụng là 12 loa Bose ạ. Hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Phía dưới thì nó sẽ là có sấy ghế, sấy vô lăng này, cổng điện USB này, cổng sạc thông minh IQ này. Hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 6 cấp, cần số cổ điển, không phải cần số bằng nút bấm giống như là bản máy dầu ạ. Phanh tay điện tử auto hold. Bề tự tay trung tâm rất là to bản. Chiếc xe này thì nó sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Còn về động cơ, chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 2.5 Smart Trim với công suất cực đại, nó đang là 177 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 232 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút. Còn về các tính an toàn của chiếc xe này thì có rất nhiều tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố phanh điện tử LED, hệ thống cân bằng điện tử xe, cruise control, hệ thống cảm biến đỗ xe lùi trước sau, camera lùi, camera 360 độ. Ngoài ra thì sẽ là có an toàn trẻ em, hệ thống giám sát, hệ thống hiển thị điểm mù trên màn hình, tùy chỉnh chế độ lái với địa hình. Đó, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, điều khiển hành trình thông minh. Về các màu sắc xe thì chiếc xe này thì nó có rất nhiều màu cho có thể anh em lựa chọn. Ủa, có màu xanh thì anh em có hai màu xanh, xanh đậm và xanh xanh nhạt. Đỏ thì có hai màu như vậy, đỏ đậm và đỏ nhạt. Màu bạc, màu xám, màu trắng, màu đen. Ok, vậy sau này mình đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Kia Sorento máy xăng bản Signature rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để sự cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Kia cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng giao đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.